mai đây lá to nằm cũng chẳng rơi. Gần bên anh nắm tay nhẹ trao môi hôn đắp say, hẹn mai đây tiếc yêu này vẫn ngất ngây. Mình dìu nhau đi đến nơi bình yên theo sau cách chơi, ngày mai đây lá to nằm cũng chẳng rơi. Hôm nay đâu ra mà dậy sớm dữ vậy trời. Không lẽ hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây, còn cái voi thì đang bơi trên trời sao? Thức sớm để làm cho chà. Chà cũng nói vậy thôi, khỏi làm. Ồ, không làm thì trừ lương. Được không? Sao bữa nay chà cũng thức sớm quá vậy? Thì đó, bị con sữa nó hành quá cho nên có ngủ nghe gì được đâu. Trời. Sao hôm nay quán mình yên tĩnh quá ta? Yên tĩnh nữa. Tự nhiên Quỳnh nói làm chà nhớ đến một câu người ta hay nói, đó là đằng sau sự yên tĩnh sẽ là bão tố. Có khi nào bão tố nó đang đến không? Đến rồi chà ơi. Cái gì vậy? Ghê quá. Cái gì ghê? Cục mụn nè. Ở đâu? Ngay mỏ. À, trời ơi, hèn chi đau quá. Đúng rồi. Chết rồi, trời ơi. Đó, tại con sữa đó, nó làm không ngủ mê gì được, cho nên bây giờ là nổi mụn, tàn phai nhan sắc luôn. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Đã không được đẹp rồi, bây giờ còn nổi mụn nữa. Thật ra, chà nổi mụn là tại chà chửi tụi em nhiều quá đó. Nên bớt chửi, sẽ không nổi mụn đâu, chà nha. Vô duyên, không có liên quan gì. Ơ cha. Ừ. Nói lạ nha, bình thường là bà chí cha chí chóe dưới này rồi, ngày hôm nay sao yên lặng quá vậy ta? Chà khờ quá. Hôm nay không phải là ca của chúng ta đâu. Ồ, quên. Ca của người khác. Quên. Hôm nay quán làm gì có không khí vui vẻ dữ vậy? Ủa, anh thấy có được sự vui vẻ luôn á hả? Thấy không khí vui mà. Tôi đang rầu á. Là sao thấy cười mà? Nhìn vậy chứ đang buồn. Biết sao buồn không? Mình buồn giùm hôm qua có người không ngủ được á. Đúng rồi, tội nghiệp. Tội làm sao? Mọi người nói ai vậy? Nói anh đó, hôm qua ăn sữa nở nhà anh nó quậy sao anh ngủ được. Bậy rồi. Tối hôm qua sữa nở nhà tôi đâu? Không có về nhà ông hả? Không. Nó cũng đâu ở bên nhà tôi. Ồ. Cũng đâu có quán mình đâu. Không có bé sữa, không có bé sữa, không có bé sữa. Quỳnh này kỳ ghê. Nó về quê mà có hóng báo cho mọi người vui lây. À. Chà cũng kỳ nữa. Nó về quê mà sao chị không nói với mọi người cho mọi người vui. Nó tỉnh đâu. Chị của cưng chứ đâu phải chị của chị đâu mà chị biết nó về quê hay không. Chị của em mà đâu phải chị của chị. Cũng mà nó đâu có về quê. Nhà anh không có. Nhà cha nội này không có. Không có luôn. Ở đây cũng không có luôn. Mất nó đất. Vậy cuối cùng cái trách nhiệm mày thuộc về ai? Là của hai ông, đúng không? Hai ông đàn ông cộng lại là cũng hơn 100 tuổi rồi. Nghĩ làm sao mà để một đứa con nít 10 tuổi mất tích mà hai ông không biết gì hết trơn vậy? Hả? Nè. Nè cái gì? Nghĩ sao mà hai thằng cộng lại hơn 100 tuổi, còn mỗi thằng hơn 50 tuổi hả? Chứ bao nhiêu? Chứ anh nói anh bao nhiêu? Có 37 tuổi thôi. Sao mặt già vậy? Kệ tôi. Ai biết? Nè, tôi nói cái này nghe nhục chơi nha. Nói gì? Nếu theo lý thuyết á. Sao? Thì hôm qua bé sữa ở nhà chà đó chà. À. Đúng rồi. Thì đó. Quỳnh. Quỳnh. Tại sao vậy Quỳnh? Tại sao Quỳnh làm em mà Quỳnh lại
không có trách nhiệm với chị mình vậy hả? Để chị mình đi như vậy, lỡ chị mình bị người ta bắt cóc tống tiền rồi sao? Rồi tiền đâu mình chuộc chị mình về? Làm chi như vậy hả Quỳnh? Hả? Tự nhiên nãy giờ em không lo lắng lắm, giờ chị nói cái sao em nghe em sợ quá vậy ta? Thôi không sao đâu, em đừng lo. Bây giờ ngồi không ở đây không giải quyết được chuyện gì hết. Bây giờ tôi tính vậy. Sao? Anh về nhà anh kiếm bé sữa. Ông Lâm chạy về nhà anh Lâm kiếm bé sữa. Còn Quỳnh, Quỳnh chạy ra những cái chỗ mà khu vui chơi đó đi kiếm bé sữa đi. Quyết định vậy đi. Ok, một tiếng sau tập hợp nhà ông Lâm. Đúng, mọi người đi đi. Ủa, vậy chị Trà làm cái gì? Tôi ở lại đây, tôi coi cái quán tôi. Tụi mình phải mau đi tìm bé sữa về đi, không là không kịp đó. Giải quyết nhanh gọn lẹ, không bắt máy thì lại tắt máy. Thôi con xong việc rồi, Ly đi nha. Cái lúc cần thiết mới biết ai là người thân thích mà. Ở lại đây chứ con bốn chúng ta phải làm sao đây? Vậy đi, tôi có cách này nè. Cách gì? Chúng ta bây giờ chia làm hai đội. Một đội á, chúng ta đi tìm bé sữa. Còn đội còn lại thì ở lại đối phó điện thoại của ba mẹ bé sữa. Ừ, vậy đi. Ừ. Chứ ngồi đây cả đống này không làm được cái gì đâu. Ừ. Quyết định đi. Đi. Quyết định đi. Tôi với ông đi. Ừ. Không được. Cái chuyện đi tìm bé sữa là cái chuyện quan trọng, cái chuyện nặng nhọc. Hai anh không thể đi được. Để tôi với Quỳnh đi. Đi. Ủa không có được đâu. Đi tìm bé sữa ra ngoài đường nó nắng nôi nữa. Trời nắng, đen da mất công tốn tiền đi spa. Bây giờ ở ngoài đó nha, nhiều tệ nạn lắm, lỡ nó sàm sỡ hai người, ai bảo vệ? Anh nói gì vậy anh Lâm? Tôi không sàm sỡ người ta thôi chứ ai dám sàm sỡ chứ. Để tôi với Quỳnh đi cho. Đi Quỳnh. Đi. À, không có được. Cái gì nữa? Chuyện này khó đối phó hơn. Em phụ nữ cứng đầu quá. Cái chuyện này nặng nhọc để cho đàn ông đi nha. Để tụi tôi đi, hai anh ở nhà lo đối phó với cái điện thoại. Cũng đi. Cùng ai đi? Bây giờ nếu mà mọi người không quyết định được thì thôi mình ảnh tù xì đi. Rồi ai thắng thì đi, còn ai thua ở lại làm chuyện khó khăn. Quỳnh. Em lớn rồi. Cái tư tưởng của em lớn giùm cái đi. Cứ chơi cho con nít hoài với Quỳnh. Hả? Bây giờ lẹ đi, giải quyết lẹ đi. Vậy là cuối cùng. Ừ. Ai đi? Ai ở nhà? Ai đi? Ai ở nhà? Nếu mà anh không chịu thì anh với em ở nhà, còn chú Phong với chị Trà đi tìm. Ừ vậy đi Trà ha. Làm gì đi chung với tôi mặt anh hớn hở. Cái này nặng tâm lý lắm nha. Ở lại tránh điện thoại là nặng tâm lý lắm nha. Đừng nói có ý gì với tôi nha. Cả nhà biết không, hôm nay bơ buồn lắm. Bà chủ quán á, bà đi hẹn hò với trai, bỏ bơ ở nhà một mình à, lo cái quán này nè. Mà phải gì trai đẹp như bơ đi, không nói trai đâu có đẹp bằng bơ đâu. Nó khó chịu lắm, bực bội lắm. Là nơi quán xá ế ẩm, không một ai hết giao lại cho nhân viên làm hàng chi. Coi nè, quán xá không có một người nào vô hết, nước đã dở rồi mà còn bỏ bê công việc nữa không. Không có trách nhiệm như bơ đâu nữa không cả nhà, thấy không? Thấy bà chủ quán này kỳ không? Không có một ai hết đó. Ủa, anh uống gì? Ủa nãy giờ anh mới nhìn thấy em luôn hả? Tất nhiên, mình live stream, mình đang bận live stream các bạn. Tôi nói anh một điều nha. Tôi nhìn mặt anh sáng sủa sáng láng thế này, tôi nghĩ anh là chủ quán ở đây chắc luôn. Mà nha, tương lai anh vẫn sẽ chủ quán mặc dù bây giờ anh không phải là chủ quán. Gì vậy? Gì vậy? Sao hay quá vậy? Về cái nè. À. Sao hay quá vậy? Quan trọng là ở cái đây nè. Đừng nói anh là thầy bói đúng không? Không. Vậy là thầy phong thủy. Không luôn. Vậy là thầy giáo. Mém. Mém thầy giáo. Mém thầy giáo. Vậy là cô giáo. Mặt này nghĩ cô giáo. Ở trên thì gần thầy giáo chứ có cô giáo thôi chứ ai. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Anh có muốn làm giàu không? Trời ơi, giàu ai không muốn. Anh có cách nào hả? Tôi có một bí mật. Bí mật? Có thể là mình bật mí được không? Mấy người đó lâu về vậy.
Lâu về quá. Anh ơi, xuống lại gọi nè. Em nghe thử đi. Không dừng là bé sữa. Ừ. Alo. Alo. Sữa hả? Alo, cho mọi số điện thoại này phải của chị Hương Quỳnh không vậy chị? Đúng rồi, anh có tin tức về sữa hả? Dạ, em tên là Miu, em là sinh viên mới ra trường và vừa tìm được việc làm sáng nay. Xin chị cho em 30 giây để chăm sóc khách hàng. Em làm bên công ty bất động sản, hiện tại bên em có một miếng đất gần Bình Hưng Hòa. Không biết bên chị có nhu cầu sử dụng hay không? Miếng đất đó thì liên quan gì đến chị hả em? À, em ơi, nếu mà bên em có dịch vụ tìm người á, thì em gọi lại cho chị nha. Còn về đất, chị không có quan tâm em nha. Bye em. Đi rồi. Rồi. Nữa hả? Nè em, chị xin nhắc lại một lần nữa. Nếu mà có dịch vụ tìm người thì chị xài. Còn không có dịch vụ tìm người thì đừng gọi chị nữa nha. Mà nếu em rảnh thì chị sẵn sàng cho em những cái số điện thoại khác. Em rảnh quá thì em gọi cho những người đó giùm chị. Cảm ơn em. Chị ơi, hiện tại bên em có dịch vụ đó luôn nha chị. Chị cần gì em có thể tư vấn cho chị nè. Em bất chấp quá em ơi. Tuổi trẻ bây giờ nóng nổi quá. Thôi. Mẹ sữa, em nghe đi. Anh nghe đi. Thôi anh không biết đâu thì nói chuyện. Nhưng mà anh nói đi. Thôi. Em nghe đi. Alo, con gái hay là Quỳnh đó? Đứa nào đang nghe máy á? Mẹ nè con. Con nghe là mẹ ơi. Ủa, con là sữa hả? Dạ, con là sữa nè mẹ. Ủa mà giọng con bữa nay bị sao bộ bệnh hả? Quỳnh ăn hiếp con quá bệnh luôn hả con? Cái gì? Ôm đâu, em Quỳnh nào có ăn hiếp con. Tại vì con hát dữ quá nên cái giọng con có vấn đề. Quỳnh nó đi mua thuốc cho con rồi. Con không ăn hiếp em Quỳnh thì thôi chứ mẹ. À, không có đâu mẹ ơi. Ừ, dù nó lớn hơn con thiệt nhưng nó vẫn là em con nghe chưa. Đừng có cho nó leo lên đầu lên cổ nghe không. Ừ, bà con gái ở trên đó vui không? Nếu vui quá thì mẹ cho con ở thêm 3 tháng nữa nha. Cái gì? Sao vậy con? Ủa tiếng con sao mà chết chúa vậy con? Nó ý con là con nhớ nhà lắm rồi. Chắc con vậy, mẹ lên đón con liền nha. Hả? Sao như vậy con? Không mẹ ơi, con nhớ nhà nhưng mà con chắc ở lại thêm vài tuần nữa con về. Ờ, con chắc con nhớ vậy thôi, vậy gọi video call đi để mẹ con mình gặp nhau cái cho mẹ hỏi lời thăm Quỳnh luôn, cho mẹ ngắm không gian ở đó luôn, nghe nói cái quán đẹp lắm hả con? Ờ, phải không con? Bụp, chết rồi, nhà cúp điện, không có wifi mẹ ơi. Ngày mai đi, con video call với mẹ nha mẹ. Ủa, vậy thì con nhờ 4G đi, trời thành phố hiện đại mà con. Trời ơi, alo, mẹ ơi, alo. Chết rồi, đổi lên luôn, chết. Bây giờ sao đây, hai người kia đi đâu tới bây giờ, chưa về nữa. Ôi. Tại anh không biết đó thôi. Muốn làm giàu không khó, quan trọng là phải có bí quyết. Tôi là người nắm giữ bí quyết đó. Wow, anh là người nắm giữ bí quyết đó. Đúng rồi. Mà khoan. Sao? Trước khi nói, anh có mệt không? Mệt chứ. Đi ngoài nắng vô khát nước lắm đúng không? Tôi mời anh ly nước. Chuẩn bị sẵn luôn à? Hiếu khách vậy. Anh không thích màu này, tôi còn màu khác. Đây, anh thích màu nào, lựa màu đó. Cái nước này hồi nào vậy? À, mới pha thôi. Mới pha? 3 ngày trước. Nói chơi thôi, uống đi. Thôi, mấy cái vụ nước non này mình bỏ qua bên đi. Đây, tôi lấy bí quyết của tôi ra cho anh. Bí quyết. Đó. Tiền tỷ nằm trong này nè. Tiền tỷ nằm trong này nè. Tại sao?
Tại sao cái tại gì? Sao tiền tỷ không để ở ngân hàng hay cất ở nhà mà để bỏ vô cuốn sách đem ra ngoài đường? Ây da, chú lại không hiểu rồi. Tiền tỷ, ý tôi nói là bí quyết. Cái bí quyết để anh kiếm tiền tỷ là nằm trong này đó. À, anh hiểu không? Chỉ là cái bí quyết tiền tìm kiếm tiền tỷ hay đúng không? Đúng rồi. Cuốn sách này tôi viết mấy chục năm trời mới lòi ra được một cuốn sách. Bí quyết thôi, anh cứ xem từ từ. Nhân dịp đụng được vô cái cuốn bí quyết này, tôi mời anh một dĩa trái cây nha. Mời anh một dĩa trái cây, anh ăn đi cho thấm giọng nha, trong quá trình tôi đọc sách nha. Anh thân thiện quá. Anh cứ dùng nước và ăn trái cây thật là thoải mái vô. Tôi cảm ơn anh. Anh tự nhiên đi. Được rồi, anh cứ xem thoải mái đi. Ăn trái cây đủ không? Không đủ tôi còn nữa. Đây được. Bánh. Quán tôi được cái là bánh trái rất là nhiều. Nhìn mặt sáng láng tốt bụng quá ta. Anh muốn ăn bánh gì cũng có hết. Vì đặc biệt có một loại bánh mà mấy quán khác không có. Bánh gì? Bánh xe. Trời. Nghĩ sao? Anh cứ coi sách tôi đi. Anh cứ xem đi. Xem nè. Wow. Cứ coi thoải mái. Cuốn sách này khó tìm lắm phải không anh? Chứ sao? Chỉ có một mình tôi viết được thôi. Anh viết hàng gì chữ xấu quá. Bậy bạ. Chữ đánh máy sao xấu? Ủa đánh máy rồi đó hả? Đánh máy đàng hoàng. Rồi anh nói anh đánh máy tôi mới biết luôn á. Nó vẫn xấu nha. Dạ ăn uống được chưa? À không, tôi quên. Sao? Tôi còn cái này nữa. Còn nữa hả? Đặc sản quê hương. Trời ơi, tốt bụng dữ ta. Đặc sản quê hương của tôi. Đây. À. Dưa tươi. Trời ơi, làm thử một phát nha. Làm một phát, làm hết trái luôn cũng được, không cần một phát đâu. Trời ơi. Đã bây. Đã quá đúng không anh? Đã. Rồi, bây giờ anh cho tôi hỏi cuốn sách này coi. Cuốn sách này là chỉ cần một cuốn sách này sẽ làm giàu được đúng không? Đúng rồi. Tôi đã xem qua rồi. Chà, làm giàu không khó. Đúng. Cái khó là không chịu làm. Có cuốn sách này không có gì là phải khó hết. Hay quá anh ơi. Giờ sao? Mua không? Chắc bà chủ sẽ thích lắm đây. Biết đâu mình tặng sách cho bà, cho bà tăng lương cho mình. Trừ nợ hết luôn cho mình thì sao? Mua. Hết hồn quá. Giờ mua đúng không? Mua. 300. 300. 300. 300 đồng hả? 300 ngàn. Nghĩ sao cuốn sách 300 đồng? Thì 300. Gì 300? Thì nãy giờ tôi muốn nói với anh là cái này cũng 300. Nhiều đều 300. Anh gài tôi hả? Ủa làm như vậy là gài đó hả? Gài chứ gì nữa. Nghĩ sao nhiêu này 300? Đúng rồi ha. Mình mới gặp nhau lần đầu, cũng là anh em trong xã hội với anh nhau em thôi. Không mà đúng không? Đúng. Làm như vậy là gài người ta không đúng được. Rồi. Không, không tốt được. Không tốt. Không, không được đâu. Thôi tôi trả anh cuốn sách, anh trả tiền tôi đi. Sách. Dạ. Bây giờ tính về nha. Bây giờ tôi đưa anh cuốn sách. Tôi không trả tiền trái cây. Anh mày ngốc nghếch thiệt. Anh em mình mà không ngốc nghếch thiệt. Thôi lấy cuốn sách gì đi ba, trả tôi tiền đi. Cái gì trả cái tiền gì? Đấy cái gì tiền gì? Thôi trả tiền đi, trả tiền 300. Tôi có ăn cái gì đâu mà 300. Không ăn gì hả? Hết dĩa trái cây của người ta, uống hết ly trái dừa của người ta mà không ăn gì hả? Không uống gì hả? Bây giờ nếu bây giờ tôi trả anh cuốn sách, anh không muốn trả tiền thì trả đồ ăn lại cho tôi. Trả lại y chang hiện trạng ban đầu nha. Bây giờ tôi tính vậy nha. Bây giờ tôi đưa anh cuốn sách thì đưa 300 ngàn cho tôi, thì tôi lấy 300 ngàn không được. Trả lại tôi cho làm anh. Như vậy là tôi gài anh không được. Thôi anh lấy cuốn sách đi, trả tiền cho tôi là được rồi. Vậy là không lấy sách hả? Không lấy sách luôn. Tiền hả? Tiền. Sao vậy? Sao mà căng thẳng quá vậy? Trời ơi, cuộc đời chưa bao giờ móc cái bóp mà sao nó khó khăn vậy? Tội nghiệp anh quá. Anh ơi, giờ không đủ 300. Chứ có nhiều. Có 200 mấy được không? 200 mấy? 200 mấy. Anh không lấy hả? Tôi cảm ơn nha, tôi cất vô lại. Ôi khoan. Có nhiều lấy nhiều vậy. Có còn hơn không. Vậy nha. Anh ơi, cho 50 ngàn đi xe ôm vậy được không? Bậy. Đi bộ đi. Trời. Xe ôm cái gì hả? Không có tiền nè. Xe ôm. Thôi. Sao vậy? Buôn bán không được, còn bị mắc 200 mấy ngàn. Trời ơi. Cái quán này nó gài tôi mà. Sao lúc ông vô ông còn trẻ quá, ra về ông già dữ vậy ta? Sao đi kiếm cả buổi mà không được thằng nhỏ không ai về hết vậy? Anh lại đây coi. Sao? Anh làm cái gì mà anh lo lắng còn hơn em nữa vậy?
Em nói gì kỳ vậy? Sữa đó chị của em. Mẹ không lo lắng hả? Thì em biết là em lo lắng rồi, nhưng mà bây giờ anh đi tới đi lui đâu có làm được gì đâu. Chứ ngồi không làm gì? Đi từ sáng giờ mà hai người đó chưa có về. Quỳnh, anh với em chia nhau đây, đi kiếm luôn đi, chứ đừng phụ thuộc hai cái đó nữa. Bây giờ anh đi thả công viên, em ra đầm sen đi. À, rồi em chạy xuống quận 5, anh qua quận 6. Đi đi, đi đi, đi kiếm nó đi. Đi đi. Đấy. Ủa, Phong. Ông làm gì? Sao? Ông làm gì Quỳnh? Tao biết tên rồi. Biết rồi. Sửa về chưa? Cái gì vậy? Hả? Chưa. Hai người đi kiếm hỏi cái sửa này là sao? Thì kiếm không có, nghĩ nó về đây nên về đây hỏi nè. Chưa có về luôn á. Chưa về luôn. Ờ. Rồi sao? Hai người đi kiếm sao rồi? Không có. Ông kiếm ở đâu? Kiếm khắp Sài Gòn luôn rồi, không có. Rồi con nhỏ, bây giờ sao đây? Nó đi 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 tìm tiếp. Thôi đi kiếm tiếp luôn đi chứ. Ừ, hai người đi đi, tôi uống cà phê tí tôi mệt quá. Ý. Nó về rồi. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với dạ. Cho chị hát coi. Bắt chim thang cà lan bây giờ, cầu qua kèo là kèo qua cầu. Chú quen dầu qua cầu mà te, chú quen ếch ở lại làm chi. Con le le lên trong khỏi kiện. Chị đi sáng giờ chị không báo ai, chị về chị không đứng chị hát gì đúng rồi vậy chị? Trời ơi là trời. Thôi được rồi. Em làm cái gì vậy hả? Thôi được rồi. Về là được rồi. Mình tỉnh đi. Sáng giờ chị đi đâu? Con đi đâu mà sao không báo người lớn một tí vậy? Trời ơi con đi hồi giờ kế bên đây nè. Sao con không báo ai vậy con? Hồi sáng con kêu gì chà, con kêu hoài gì chà không vậy. Cái biết sao? Sao? Một chuyện rất bất động gì chà quay qua gì chà ôm con cái hự. Con tức quá. 1, 2, 3 vô cái vô một cái. Nè, thằng sâu á, đi đâu á nhớ nói cho người lớn biết gì chưa? Con nít ra ngoài đường Sài Gòn này con làm ai tìm được hả? Thôi bé sữa về rồi, không mấy bây giờ tụi mình đi ăn mừng đi. Đi. Thôi được rồi, đi ăn mừng đi, bé sữa về là mừng rồi. Đi ăn mừng đi. Từ từ. Hả? Con này bị hố. Tôi thấy hình như là thiếu một cái gì đó nữa nha. Thiếu cái gì? Tôi thấy niềm vui trọn vẹn rồi, đông đầy hạnh phúc rồi. Đi sữa. Không phải. Chị trà đâu? Bà trà đâu? Bà trà đâu rồi? Không chứ bà trà đi rồi sao? Bà đâu? Tôi đâu biết đâu. Hả? Cái gì vậy? Đi hai người đi chung mà. Rồi tách ra chứ mà khắp cả Sài Gòn đi dính cụm lại sao biết đi chừng nào? Ông nghĩ sao vậy? Bà trà mà đi ra ngoài bà lạc làm sao? Trời ơi, bà người lớn mà sao đi lạc được, nít người ta còn về nhà được, nhân lẽ bà đi lạc. Đi ăn mừng sữa. Trời ơi, từ để gọi cho chị trà cái. Gọi đi, gọi rủ bà đi ăn luôn. Dạ alo. Alo. Dạ chị trà ơi, bé sữa nó về quán rồi. Thôi chị về đây đi nha. Trời ơi, sữa về rồi hả? Mừng quá vậy. Chết rồi. Cái gì mà chết? Chết rồi. Không có, nó còn sống, nó tự đi về quán. Chà đi lạc rồi. Đến đón chà đi. Nhưng mà bây giờ đón chà ở đâu? Để chà định vị cho biết nha. Chà đang đứng kế cái cây. Ở bên kia có mấy căn nhà. Đến đón chà đi. Chà biết ở đâu đón trời? Là chỗ nào là chà cũng không biết luôn. Đó, nói chung là bây giờ đến đón chà đi. Không là ở đây xe bắt chó nó đến đón chà đó. Sao vậy? Bà ở đâu? Chị trà nói là chị trà bị lạc. Mà diễn tả cái chỗ thì có gốc cây rồi đối diện mấy căn nhà. Rồi biết chỗ nào tìm. Trời. Thôi đừng nói nữa. Đi tìm bà cho mau đi. Trời ơi, chị trà có cái miệng mà không sử dụng. Uổng phí quá trời, uổng phí luôn. Ây giời. Chúc gia đình ba người có một bữa cơm thật ngon. Ba, con thiết nghĩ là bây giờ con bận lắm. Con đi đây. Con gái thì con gái chứ phải tôn trọng đúng không Ly? Trả cho ba nè. Anh đi tìm một người cho chị Quỳnh mà yêu. Em đi ba. Ly. Đứng lại. Ly uống nước đi Ly. Nè, không có uống. Uống đi. Không uống. Uống đi. Không uống mà. Con bé bạn Ly này á.